Trung Kiên Mô Tô kính chào tất cả anh chị em nhé. Đây công việc hàng ngày của cửa hàng em đây anh em nhé. Đấy, dọn xong lên một chiếc xe, anh em nhìn thấy đẹp mới không? Đẹp không anh em? Đấy. Ok anh em nhé, cửa hàng em đây. Đây con xe của bác Thường đây nhá. Con xe bác Thường này em đang cho nhân viên vệ sinh xử lý sạch sẽ đây nhá. Bác Thường ở Quảng Bình nhá. Đấy, 6855 đây nhá. Đấy. Đây Queen đang dọn đây. Và đặc biệt anh em nhìn này, em đang lổ rốt đa anh em nhìn nhá. Đấy. Mua bán phải thực tế rõ ràng đây anh em này. Đấy, em cho nó lổ rõ ràng luôn cho nó sạch sẽ. Ra lên hơi anh em này. Đấy. Con xe này là của bác Vân nhá. Con xe bác Vân này. Vì nó lâu nên em để cho nó lổ rốt đa cho bác nhá. Đấy, xe bác Vân nhá. Đây con xe của anh trai Nam Định đây nhá. Anh trai Nam Định đây nhá. Đấy, em đang cho nó lổ hết rốt đa đi. Đấy. Để cho nó rão hết ra đi. Còn em cắt chỉnh lại luôn. Đấy. Bác Vân nhìn này. Đấy, bác Vân nhìn bên trong của bác này. Đấy, sạch sẽ luôn này. Đấy. Bánh bánh này. Trong khung này. Đấy. Dây điện này. Gọn gàng luôn nhé bác nhá. Đấy. Bên nhan này. Bánh bánh này. Đấy, bánh bánh. Đây xe bác Vân đây nhá. Đây thùng xịn đây nhá. Xịn đây. Đấy. Xe anh trai Nam Định đây nhá. Đấy. Đốc này nhá. Ô nhá. Bình xăng nhá. Chưa dán tem nhá. Đấy. 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 Em đang lổ này. Anh em nhìn cái chỗ nhôm xích nó bẩn thế này mà sạch thế này này. Chỗ này rất là bẩn nhá, em còn làm sạch thế này mà. Đấy. Cái chỗ nhôm xích này thường thường rất là bẩn, anh em có nhận không? Em làm nó sạch sẽ như này mà. Đấy. Bánh bánh trơn tru nhá. Hai bên này. Đấy anh em này. Ok anh em nhé, em đang lổ để cho nó rão hết cái thứ ra. Đấy. Đấy. Khi thành phẩm nó lên anh em nhé. Khi thành phẩm em mang ra rửa sạch sẽ đây anh em nhé. Này. Cái gì ạ? Cái gì ở chỗ này đấy? Cái gì ở đây nhét hả? Ơ bỏ ra. Đây này anh em này, khi thành phẩm này xong xuôi này, ABC xong hết này lên thành phẩm này, anh em nhìn đẹp không? Đấy. Chỉ có hơn 20 triệu bạc thôi này, anh em có chiếc xe như này rồi. Hơn 20 triệu 30 triệu, 35 triệu, 40 triệu, thậm chí hơn nữa thì tùy theo anh em vào đồ. Anh em vào đồ zin thì nó nhiều tiền lên. Đúng không? Đấy, tiền nào của ấy anh em ạ. Đấy, thấy chưa ạ? Đẹp không anh em? Đấy. Đẹp hay xấu, zin hay thường, nó là do kinh tế. Đấy, bình xăng em mang ra em làm đây anh em nhìn này. Đấy, em mang đi làm này. Đấy. Đấy, bác Vân nhá. Bác Vân này thích mộc thì đây mộc đây. Đấy, dán tem đời cao, tem lúa cho bác nhá. Đây trong nhà em đây. Vẫn đang dựng khung lên anh em này. Đấy, trong nhà đang dựng khung đây anh em nhá. Đấy, đang dựng khung đây anh em nhá. Đấy, trong nhà đang dựng khung cho anh em đây. Đấy. Đây vẫn lên hình đây rồi. Màu đỏ đây anh em nhìn thấy chưa? Đấy. Bên trong đây này. Đấy, bình cốp đây này. Đấy. Đấy, đang dựng lên anh em nhìn này. Tức là em đang dựng tổng đây này. 1 đây này, 2 này, 3, 4, 5 này, 6, 7, 8, 9 con này. 10 con này, 11 con này. 11 con này đã đang dựng đây rồi. Đấy. Tất cả phần thô em làm hết đây rồi anh em nhé. Đấy, đang dựng 1, 2, 3, 4, 5 con nhé. Đấy, thế là 15 con. Đấy. Anh em hiểu ý em không? Đang dựng lên, anh em đang chờ anh em này. Chỉ chờ máy ráp này thôi. Đấy. Bác thì dựng mới, bác thì dựng mộc. Đấy. Bác thì dựng nhiều đồ zin. Bác dọn 25 triệu, bác dọn 30 triệu. Thậm chí có bác dọn 80 mấy triệu. Còn bác duy nhất là chọn 160 triệu. Đấy, nó tùy theo túi tiền của anh em. Tiền nào của ấy, giá trị đồng tiền anh em bỏ ra bao nhiêu, anh em nhận là giá trị xe bao nhiêu. Còn dù xe rẻ tiền hay xe ít tiền em đều mang ra em vệ sinh thôi nha. Đây dựng khung sườn lên như này anh em nhé. Đấy, dù nhiều tiền hay ít tiền em đều dựng như này anh em ạ. Đấy, tiền nào của ấy thôi anh em. Đây rẻ đây, rẻ zin với rẻ giả zin, anh em nhìn là đẹp chưa. Đây giả zin này anh em nhìn lặng trịch luôn. Đấy anh em đồ chưa, sáng láng xoay gương này, xoay gương luôn nhá anh em nhá. Đấy rẻ zin đấy hay giả zin thì nó như nhau thôi. Con này là giả zin 1:1. Đấy đây, anh em nhìn này. Đấy vành bánh mày ơi đây. Đây củ máy đây. Mộc đây. Đấy, củ máy mộc đây. Đấy. Đây, củ máy làm rồi đây anh em nhìn này. Đây củ máy làm rồi đây anh em nhìn này. Đây củ máy làm rồi đây. Đây anh em nhìn này. Đấy, sáng quắng luôn. Từ chân tơ cái tóc luôn. Đấy. Đây đầu bò đây. Anh nhìn này. Ù đẹp chưa? Đấy. Ok. Khung đây, sơn đây. Tiền nào của ấy thôi anh em. Đấy. Đấy, tất cả anh chị em có nhu cầu mua xe, dọn xe thì alo cho em, đừng nhắn tin nhá.
Đấy, số điện thoại của em là 0358 3 con 4 3 con 8 anh em nhá. Đấy, dọn xong em cho như thế là test thử, đi thử. Anh em nhìn, đấy đang dọn xong rồi đây anh em nhá. Ngoài kia đang test đây nhá. Đấy, đang dọn đây. Đấy, chào tất cả anh em nhá.